Rồi là khi mà tàn cái cuộc chiến đấu mà về thì tôi cũng chưa hiểu được Phật giáo là như thế nào. Lúc bây giờ mình chỉ biết là chiến đấu lũ giặc kia thôi. Thế sau đó thì khi mà về rồi thì là tỉnh ủy này thì ông ấy lại đi tôi vào ôn thi ở cái văn hóa ở cái trường văn hóa Thương Binh cái năm 77 thì trường chỗ tỉnh ủy Hà Nam Ninh ông đi xuống ông chọn mỗi một chi bộ một người đi thi vào cái trường nghiên cứu lịch sử đảng, viết lịch sử đảng. Lúc bây giờ ông Trường Chinh là trưởng ban nghiên cứu lịch sử đảng trung ương. Thế thì đi thi đây là có 6 người thì có 5 người đỗ, thế còn một người là trượt. Thế là tôi học hơn 5 năm ở trong trường nghiên cứu lịch sử đảng, mình học về duy vật biện chứng, học viên về Marx thôi, thì nó cũng chưa hiểu về cái ông Phật như thế nào cả. Mà phương phưởng ra thì mình cứ có một cái cảm nhận là Phật ấy là sống theo một kiểu yếm thế, làm cho cái con người dừng lại, không vươn lên, không phát triển lên được. Nên hiểu theo cái kiểu nghĩa như vậy. Thế về viết lịch sử đảng suốt từ cái thời kỳ năm 83 học ra trường, ông viết lịch sử đảng năm 83 cho đến năm ở chỗ tỉnh ủy Hà Nam Ninh này, đến năm 94 thì tôi lại chuyển vào trong tỉnh ủy Vũng Tàu. Khi vào Bà Rịa Vũng Tàu thì lại cũng viết chuyên về lịch sử đảng thôi, cũng vẫn còn cái tư duy đối với nhà Phật ra như thế, vẫn thấy cái màu vàng của Phật ra là màu vàng yếm thế, chứ nó không phải là một cái màu vàng ấy là mình mẹ với các cô bây giờ các cháu nó là thế. Mà sau là cũng vì một cái lý do là lúc bấy giờ thì các cháu nhà tôi ấy là nó vào cấp 3, mà tôi thì ở Vũng Tàu, và nếu như mà để cho các cháu ở nhà thì một mình nhà tôi ở đây thì không kham nổi. Có nghĩa là nó đã vượt ra khỏi vòng tay của mẹ nó rồi. Thế là định là tính làm một cái cuộc cách mạng cho gia đình, nhưng mà không làm nổi. Bởi vì là có thưa ông tỉnh lúc bây giờ lương lúc bây giờ tôi là chuyên viên 6 rồi đấy. Thế nhưng mà thật tỉ mới nói là cũng chỉ là ăn với mình quan hệ bạn bè nhậu nhẹt các cái vậy thôi, chứ không có gì cả. Thế và sau này cuối cùng là tôi quyết định là phải chuyển này, thì về xin thưa là về cái ban tôn giáo chính phủ, làm công tác tôn giáo chứ không phải là công tác lịch sử đảng nữa. Thời gian đầu tiên thì là chỗ vụ Phật giáo, các anh giao cho phụ trách các cái theo dõi các cái trường, các cái học viện của Phật giáo, thì đi thì cũng có thời gian để tiếp xúc với các sư. Lúc bây giờ toàn bộ sư đại thừa thôi, chứ không ít khi mà tiếp xúc được với sư tiểu thừa. Với trong kia nó cũng có thời kỳ là vào trong chỗ Cần Thơ với này 6 tỉnh miền Tây Nam Bộ ấy là tiếp xúc với các vị ở trong ấy, nhưng mà cũng không được nhiều, thì mình cũng vẫn cứ hiểu theo cái kiểu là tư duy cũ thôi. Nhưng mà rồi ấy, khi mà đến năm 2004 thì các anh ấy cũng để chỗ Phật giáo nữa, các anh ấy chuyển sang bên chỗ nhà xuất bản. Thì lúc bây giờ là tôi có cơ duyên để tiếp xúc với các cái loại sách và các cái loại tôn giáo, từ Cao Đài Hòa Hảo rồi Tin Lành rồi Thiên Chúa Giáo rồi nọ kia khác, là được tiếp xúc với các cái sách của các vị ấy. Thì kể cái chuyện này ra đích lắc nó dài lắm lắm. Nhưng mà có một cái dịp thì tôi vào trong chỗ trên nhà Lý Chính Thắng ấy, nằm ở chỗ nhà khách ấy, thì công tác ở trong chỗ Sài Gòn ấy, quận 3. Vâng, thì chính ông Thanh Quang này, ông ấy tìm đến và ông ấy đặt vấn đề, và ông ấy đưa sư Thanh Quang nhà mình, vâng, đưa cho cái bản thảo của trưởng não ấy. Thì khi mà đưa thì tôi nhận, tôi cầm này, và khi bắt đầu về đọc thấy cái sách của trưởng não thì tôi lại ngộ dần dần ra được những cái điều Phật giáo là như thế nào.
Phật giáo là như thế nào. Chứ còn trước này làm việc với các vị, tôi là chả tham gia cái tạp chí Phật học ở bên chỗ 73 Quán Sứ đi. Thế là cứ tiếp xúc với các vị ở đây thôi. Nhưng khi mà đọc vào cái nội dung của trưởng lên sách của trưởng lão viết ấy, thì tôi mới thấy được nó nhiều cái vấn đề mà nó rất là thực. Rất là thực. Tu như thế nào là tu? Và nên mình hiểu và mình đi như thế nào để cho nó đúng con đường. Thì lúc bây giờ cứ dần dà ra. Rồi là thực ra mà nói thì nói đây với các vị như ông tỉnh nói lúc nãy thì tôi cũng rất cảm ơn cái sự nhìn nhận của các vị đi theo hướng tu của trưởng lão. Thì thực tình nói lúc bây giờ là tôi vào một cái cuộc gọi là cái chiến đấu cũng gọi là hơi ngầm một chút, chứ không thể gì được. Nhưng mà thực tế nói ngầm về ý tưởng của mình thôi, chứ còn là về chữ nghĩa hoặc là về là cái cách quan hệ rồi về gọi là có thể là tranh luận với nhau về lập trường quan điểm đấy, hay về nhận thức về tôn giáo ấy, hay nhận thức về thần thánh như thế nào đấy, thì lúc bây giờ thực tế là nói đấy cũng là một cái cuộc đấu tranh chứ không. Bởi vì giữa cái duy tâm với duy vật mà. Thế thì nếu như các anh bảo này, chẳng hạn như là một số các cái nhà xuất bản nếu mà bảo rằng là cái này là cái viết như thế này để phá vỡ cái tinh thần đoàn kết giữa tiểu thừa với đại thừa, thì là tôi lại có cái chẳng hạn tôi lại có cái cách nói nghe như thế nào đó để cho cái không thể nào mà thể hiện cái ý tưởng ấy mà bảo vệ đại thừa mà lại không cho ra cái nội dung này. Cái nội dung tôi cho là nó đúng, phải không ạ? Tôi bảo vệ cái đúng chứ tôi không thể nào là tôi không bảo vệ nó được. Thế mà cứ vậy dần dần thì là nó ra đời được một số cái cuốn sách, và sau này nhất là nó căng ở cái chỗ cái cuốn này. Linh hồn không có. Đấy. Thế giới siêu hình không có. Bởi vì quan điểm của tôi ngay từ đầu ấy, khi tôi đã đụng đến các cái sách của Phật giáo, thì là tất cả các hòa thượng nọ kia khác mà viết theo kiểu gọi là thần thánh nọ kia kia khác các cái ấy, thì là tôi đều không chấp nhận cả. Vì một cái lý do là rõ ràng mình đi theo Phật thì mình thấy là Phật không chấp nhận thần linh. Còn cái thần thông của Phật là đấy là một cái sự nhìn nhận của Phật nó khác, đúng không? Cái con mắt nhìn khác, cái sự hiểu biết của Phật là khác. Cái nhận biết của Phật, Phật hiểu được cái sự vận động nội tại của cơ thể, của con người, của vũ trụ nọ kia khác đấy, thì đấy không phải là thần thông theo kiểu thần thánh, mà đấy là sự nhận biết, đúng không? Nhận biết của ông Phật. Và ông ấy nói, ông ấy làm, hoặc là ông ấy làm thế nào đó để cho thực hiện ý tưởng ấy, thì người đời nó quá cái tầm hiểu biết của người đời ấy rồi, thì cho đó là thần thông, cái chuyện đấy là do người đời đó. Thì đấy nó là một cái sự ơi là cũng thể nói là có một cái sự là tranh luận với nhau để rồi cho sách nó ra đời được. Và tôi cũng có nhiều lần là trao đổi được với trưởng lão và trực tiếp gặp trưởng lão ngay tại tu viện. Trưởng lão có sau khi mà làm một số các cuốn sách như vậy, thì cái cuốn sách làm nó cũng không đơn giản thế nào. Bởi ví dụ như là sách của trưởng lão, cái bản thảo trưởng lão viết đấy, trưởng lão viết người viết là viết theo kiểu văn nói. Ví dụ như là người bảo đại thừa ấy, là người bảo đại thừa ấy, là cái lũ theo voi ăn vã mía nọ kia khác các cái, thì như vậy nó như cái kiểu gọi là một cái gọi là cái mâu thuẫn ấy, tạo cái mâu thuẫn, thì mình lại làm sao dùng cái nghệ thuật về mặt từ ngữ đấy làm cho nó nguyễn, vẫn giữ cái nội dung ấy, làm cho nguyễn dần đi, không để cho cái chỗ kia này nó phản ứng được. Thì cuối cùng là nói là gì đó mà ở cái thời kỳ mà từ cái năm mà sư Thích Thanh Quang gặp mà tôi với ông ấy gặp nhau được ở Sài Gòn, rồi là cứ đi lại rồi là trao đổi cụ thể với trưởng lão cái thì cũng ra đời được mấy chục cuốn như vậy.
Tuyệt vời. Nói chung là hiện tại đến bây giờ thì xin thưa ông tỉnh đấy, tôi ở trong Vũng Tàu nó cũng bận hết việc mà cái kia đừng có gì đâu. Thế nhưng bây giờ về đến nhà thì rồi hiện tại là tôi đang có một cái thai nghén, có ý định là từ tài liệu mà tôi phân tích cho rõ ra là tiểu thừa mà cái đại thừa, để cho người, để cho Phật tử, cho bà con nếu như có cơ duyên mà gặp nhau anh làm đi, anh làm có lợi ích cho thì như vậy là sẽ hiểu được là ai đi theo tiểu thừa theo như thế nào đó là tùy, đúng không? Tùy duyên. Còn tại sao có những người thích theo đại thừa, đúng không? Đại thừa với tiểu thừa có cái chung nhất là theo đúng cái nguyên lý của nhà Phật, đúng không? Nhưng cái cách đi và cái cách phát triển của hai cái hệ phái này nó có một cái khác nhau. Cái kia thì giữ lấy cái cốt, đúng không? Những cái này thì đưa pha tạp vào, đúng không? Cái này... đưa pha tạp vào. Pha tạp cái gì? Pha tạp cái đạo lão, pha tạp cái nho giáo, pha tạp cái khổng tử của Trung Quốc. Hòa quyện vào đấy, xong bắt đầu lan tràn ra hết các cái nước ở Đông Nam Á này, trong đó có Việt Nam. Cái nghìn năm Bắc thuộc trên xưa là Phật giáo Trung Quốc mới lại đại thừa là sang đây ở cái thời kỳ ấy. Và đến bây giờ cứ vậy lao theo thôi. Và hiện tại đến bây giờ đấy này, các ông sư nhà mình nhé, vừa qua Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa mới rồi mới lên tiếng là trong cái dịp Tết vừa rồi vì cái chuyện dân sang giải hạn đấy. Chính thực tế cái đấy hoàn toàn là do Trung Quốc hết. Mà xin thưa ông tỉnh như có cái sao với những cái ngày tốt ngày xấu cái thì cái sư các sư các hòa thượng đã viết từ lâu lắm rồi, và chính Thích Ca cũng đã nói rồi. Và chẳng có ngày nào tốt, chẳng có ngày nào xấu được, ngày nào cũng như ngày nào thôi. Nhưng tại vì cái người đời này, cái móng tham của người đời này cứ muốn là mình được cứu độ, mình được bảo vệ, mình được thế nọ kia để cho mình khá hơn, đúng không? Thế là cứ sinh ra nọ kia, các người này sinh, nhiều khi sinh ra thêm một tí nữa. Và rồi là cái người cả quá trình như vậy tạo ra một cái sự một cái niềm tin, đúng không? Cái niềm tin là trở thành cái gọi là cái hệ tư tưởng cho người này. Nó làm khổ nhau ở những chỗ ấy. Thì ý của chị Hoài hồi nãy là tôi nói hơi dài, dài nhưng mà nó tóm lại cái chỗ này đấy. Tôi là từ cái thực tế chiến đấu ở trong kia, ngăn nọn đánh hết cái loại giặc nọ giặc kia như vậy rồi, đúng không? Rồi về đây bây giờ thực tế nói ngay là bỏ cái tay súng đi thì cầm cái tay bút nặng phải chiến đấu. Và rõ ràng là phải chiến đấu, không chiến đấu thực tình nó nói không ra được những cái sách như cho chủ não, đúng không? Từ cái thực tế của mình thì mình là bắt đầu mình mới có được cái cơ sở thực tế, cơ sở lý luận để mình bảo vệ nó, đúng không? Cái gì thấy đúng là mình bảo vệ. Và xét cho nó cùng ra tất cả các mặt khoa học, nói tóm lại tất cả các mặt khoa học ngoài cái khoa học tự nhiên về mặt vật lý này kia khác ra rồi thì không nói nữa, nhưng mà về mặt khoa học xã hội này, về mặt khoa học cái vận động của vũ trụ và vận động của cái bên trong con người đấy, thì chỉ có ông Phật là người em là hòa nhất, là theo đúng quy luật tự nhiên, theo đúng quy luật xã hội là hòa nhất mà nên tin. Nhưng chỉ có cái bây giờ này, thưa ông tỉnh, tôi vẫn lăn tăn, tuy thế đấy, nhưng mà vẫn lăn tăn cái chỗ này, mà cái này thì nó vượt quá cái tầm rồi, lăn tăn cũng không thể nào tìm được đâu, là cái chỗ luân hồi. Duy tâm thì bảo linh hồn nha, rồi là tái sinh nọ như khác. Còn là ông Phật thì bảo do cái nghiệp đấy, nghiệp mình làm việc tốt đấy thì nó những cái chủng tử là tốt đấy, nó tích lũy lại thành cái nghiệp tốt, nghiệp lành, thế thì tái sinh là trở thành người tốt. Đấy là hai cái lĩnh vực này. Thì bây giờ nó khó, mà cái này cũng nghĩ vậy thì nghĩ thôi, chứ còn là tìm nó để mà xử lý cái này nó cũng khó, nó cũng vượt ra khỏi cái trí tuệ của con người, của cái xã hội mọi người này, chứ không phải là của bản thân mình này. Nó khó xử lý vậy. Thì thôi bây giờ mình tin nữa, thì tôi cũng nghĩ là có thể nói là nên ngồi ở đây thì là anh chị em mình, chú cháu mình cứ nói với nhau một cái câu thực cái này, nên tin vào cái nghiệp hơn tin vào cái linh hồn kia. Cái kia nó là cái phương phưởng, đúng không? Cái vất vưởng ở bên ngoài và người đời nó cứ kiểu úm nhau vậy thôi. Chứ còn tin vào cái nghiệp tốt, đúng không? Cái nghiệp này, bởi vì chính là nói, nếu khẳng định ra một điều này,
Phật giáo có phải là một tôn giáo không? Thì tôi khẳng định một điều là không phải là một tôn giáo. Không phải là tôn giáo. Các cái tôn giáo như Kitô giáo hay là Cao Đài Hòa Hảo hay là Tin Lành hay là Hồi giáo nó kia các cái đấy chẳng qua chỉ là tạo cho người đời một cái niềm tin, mà cái niềm tin đấy nó vượt trên tầm của cái sự suy nghĩ con người, nó không thể nào là tin mà tin có cơ sở được. Nhưng riêng với ông Phật thì ta tin là tin có cơ sở rõ ràng, đúng không? Phật rõ ràng là Phật nói Phật làm, đúng không? Và là cái thực tế bây giờ là cả 6-7 nghìn năm nay rồi thì cái Phật giáo dục con người như thế nào đấy rất rõ rồi, nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng của các cái đạo kia, nó lại ép nha, làm cho là người là tin Phật giáo là hạn chế đi và phải tin theo kiểu cả thần thánh, thì tin thần thánh nó mới sống được đấy. Các tôn giáo khác nó tạo cho người một cái niềm tin như thế, và cái niềm tin của họ như vậy là cái niềm tin một cách là ép buộc, niềm tin một cách giả tạo. Ví dụ như là ông Giê-xu ông nói một câu làm bởi bay cho bởi ta nha, thế cho nên các cái tín đồ tin quá đi chứ, đúng không? Làm đi cứ vậy phải tin là Chúa có cho mới được, cái Chúa không cho là Chúa cất đi là xong, đúng không? Đấy. Nhưng ông Phật thì ông lại khác, đúng không? Ông Phật cũng dạy người này cái câu rất rõ cụ thể là chúng sinh tự thân phải sống bằng chính thực lực của mình. Đấy, có nghĩa là mình phải sống bằng chính cái trí tuệ của mình, sống bằng gân cốt của mình, sống bằng sức khỏe của mình phải làm ra, đúng không? Đừng sống bằng tha lực. Tha lực tức là ma tà quỷ quái nọ kia khác, chúa nọ chúa kia, rồi thần thánh nọ kia khác, đấy chính là tha lực, đúng không? Bởi vì cầu Chúa cho thì cũng được, không cho thì chịu, đúng không? Thế cho nên này thôi thì tôi, bản thân tôi từ nhỏ mà cho đến bây giờ thì tôi chỉ có tin ông Phật thôi, và tôi tin theo cái cách mà tôi tin một cách rất chủ động của tôi không phải tôi tin tôi ra chùa tôi cầu nọ cầu kia gì, mà tôi tin đấy để rồi là tôi sống cho nó thoải mái và để tôi làm được những cái việc có ích cho gia đình, cho người thân của tôi tin và tôi làm như vậy. Thế thì rõ ràng là Phật giáo không phải là một tôn giáo. Đấy tôi nói là tôi phân tích theo cái hướng Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà là gì? Là một đạo đức xã hội, một nền giáo dục xã hội. Giáo dục xã hội, đúng không? Giáo dục cho người ăn hiền ở lành, làm những cái nghiệp tốt, làm những cái việc tốt để tạo cái nghiệp tốt cho mình. Còn nó của bác rất là có giá trị, Phật giáo cũng là một cái đạo đức. Xin hỏi thôi, vừa nói vừa nghe tí cho nó vui. Vâng, con xin. Thôi đây này, nói vậy mình có nói chuyện dài dài mà. Có nói chuyện dài dài thôi. Đúng như cầu nói của bác mà giờ mà chỗ nào mà nói được cái cầu đấy thì cái tầm cái trí thức ngoài như cái cán bộ đảng mà hiểu là Phật giáo là đúng rồi, là một nền đạo đức để cứu giúp mọi người mà hiểu được đấy. Đấy thì cái thứ đấy mà đấy là một sự thật đấy mọi người. Đấy là hoàn toàn sự thật. Sự thật trả bao nhiêu năm nay. Vâng. Mình có nói chuyện à? Vâng. Thế cho nên vâng, cảm ơn chị. Thế cho nên mong cái số cái sự thật này. Chú ơi, cháu cảm ơn chú về những gì mà chú giải thích, thì chỉ có chú mới giải thích được tuyệt vời như thế. Và cháu có nhân duyên là cháu bước vào Phật pháp này bởi cái quyển sách Linh Hồn Không Có, và hôm nay cháu đem theo để cháu tặng lại chú vào tủ, lúc nào cháu đọc cho tiện. Cảm ơn chú ạ. Tất cả những người mà theo Phật Thủy Chân Như đều biết ơn chú. Bởi vì nếu mà không có chú cho phép phát hành những nền đạo đức nhân quả nhân bản này thì sẽ không lan tỏa cái yêu thương tới cả thế giới. Bây giờ sẽ có rất là nhiều người càng ngày càng biết và theo cái chánh pháp sau khi đọc sách của chú cho phép phát hành. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn mọi người. Có một cái hôm vào trong đó công tác ấy, thì vào chỗ trưởng lão ấy, thì vào cái lần đầu ấy, thì trưởng lão đón và tiếp ở cái ngoài hội trường ở ngoài chỗ hội trường lớn ở ngoài ấy. Nhưng về một lần sau ấy, thì vào làm việc cụ thể với trưởng lão vì một cuốn sách ấy là
khi mà đưa ra ngoài chỗ nhà xuất bản ấy, thì họ là không đưa cho tôi biên tập, mà đưa cái cậu Quánh với cậu Năng cũng biên tập hai cuốn rồi cơ. Biên tập xong là gửi vào thì cái sách mà làm với trưởng lão thì cứ biên tập xong là gửi vào xong là trưởng lão với các sư là xem xong rồi duyệt xong là thống nhất cái chỗ nào cái không thì lại xong là bắt đầu lại gửi ra. Có những cái đầu sách là gửi ra tới 2-3 lần. Nó đến mức độ như vậy thì cái cuốn mà Quánh với Định Long biên tập ấy, thì nó đưa vào thì trưởng lão viết thư hẳn ra là nếu như mà cắt bỏ đi như thế này thì là nội dung cuốn sách không còn gì nữa cả thì thôi không xuất bản. Đấy như thế trưởng lão phản ứng như vậy. Và lúc bây giờ thì là Oánh với tôi với một số anh em nữa bắt đầu vào trưởng lão. Thì là trưởng lão tiếp ở bên trong cái hội trường nhỏ bên trong chỗ sư Khất Thực Mãi Tích ở trong. Thì nó có mấy vòng thôi. Vâng, mấy vòng Khất Thực ở trong ấy tiếp ở đấy. Thì là sau đó về thì là cậu Oánh với cậu Long là lại dồn sang lại đưa sang cho tôi nào lại ra lại in ra được cái cuốn sách ấy. Thế và trưởng lão là có viết thư cho tôi ấy. Nó bây giờ thư không tỉnh là tôi đang tìm mà bây giờ chưa thấy cái thư của trưởng lão có và cái trong cuốn sách những bức tâm thư tập 3 là thầy nói là thầy xin cảm ơn chú Lý. Vâng thì trong câu sách, ấy, vâng câu ấy thì trong thì sách có viết vâng vâng có cái trong sách ấy thì biết rồi. Thế còn nha, người có viết cho tôi một cái thư trong nó có mấy cái câu có cái câu ấy và có một cái câu là chú Lý ơi đừng sợ. Người em viết vậy. Thế tôi là phải điện vào tôi nói với trưởng lão, tôi bảo thưa với trưởng lão là trưởng lão cứ tin là con. Tin là con không sợ gì. Bởi vì là con đã là một người mà đã năn lộn ở trong chiến trường với lũ giặc kia rồi thì ở đây nó là bình thường, không có vấn đề gì cả. Vấn đề cơ bản là làm sao cái gì đúng thì phải được bảo vệ nó, mà cái gì sai thì là ta không chấp nhận. Cho nên sách của trưởng lão mà đã thực tế nói với các vị đã vào bản thảo đã vào đến tôi ấy, thì là tôi ra sửa để ra đời được. Vậy sau này thực tế nói là ở cái nhà xuất bản ấy có ai dám biên tập sách của trưởng lão đâu. Đó. Không ai dám biên tập sách trưởng lão đâu cả, bởi vì rất ngại, rất sợ trưởng lão. Rất mạnh quá. Và trưởng lão trong một cái cuộc nói chuyện đấy, trưởng lão bảo tôi là nay mai mà nghỉ hưu ấy, thì Lý vào đây với thầy. Trưởng lão bảo nhưng mà tiếp theo đây là lại cũng cái duyên nó ngắn quá, rồi là duyên ngắn. Giá mà ví dụ như được vài chục năm ấy, thì là đỡ. Có một những cái việc nó rất tiếc ở chỗ này cái cuốn 10 cái tập đường về sự thật ấy. Thì như vậy là trưởng lão bảo đấy người sẽ nâng cấp đi, nghĩa là cho tái bản lại. Thì tôi về tôi làm giấy tờ chuẩn bị xuất bản xong đấy rồi, nhưng mà trưởng lão yếu, người ta không sửa được nữa và rồi cũng không tái bản. Thì bây giờ tôi dùng cái cụ đấy thôi. Thế nếu tái bản được thì nội dung nó khá hơn lên, nó tốt hơn lên. Duyên nó đến vậy thôi. Hai là hai cái tập mà đạo đức lòng người, ý của thầy là phải xuất bản được 24 đầu sách, nhưng mà có hai đầu sách thì là ngài không duyên. Bây giờ thế này, tưởng rằng ông có dịp vào trong tu viện này thì ông nói với các vị ở trong ấy xem cái bản thảo của trưởng lão, cái bản thảo trưởng lão. Trưởng lão biết rồi đấy, nhưng mà không thể nào xuất bản hết được. Thì bây giờ còn những cái bản thảo nào đúng không? Thì người ta cố gắng ta giữ lấy để rồi ta tập trung ta làm đúng không? Người ta kế thừa cái tư duy cái trí tuệ của trưởng lão. Nếu như có gì mà nâng cấp được thì cứ là hay, mà không thì ta cứ dừng lại ở đấy để ta xuất bản đúng không? Và ta giữ lấy những cái bản thảo ấy, giữ lấy những bản thảo ấy làm cái gọi là những cái tài liệu gốc ấy. Anh ý tưởng đó thì tôi sẽ một ngày tôi sẽ
hoàn thành thơ mình phải chịu. Chứ mình không nói thay được, không thể nói thay được kiểu lão, người ta không chấp nhận. Thế này hai nữa là có một cái điều thế này không ạ? Tôi vừa mới nghe thấy cái thông tin lúc gần Tết này. Và hiện tại bây giờ cái nhà xuất bản ấy, là cái quán ấy, đâu hình như nó làm ăn nháo nhào gì đó. Chuyển đến chỗ khác rồi. Bây giờ chuyển có nghĩa là kỷ luật là thôi cái chức giám đốc đi rồi. Thì chuyển sang bên chỗ diện nghiên cứu rồi. À, chỗ tạp chí. Chỗ tạp chí để chờ về hưu thôi. Thì anh là chính cái tay này á, với cái Quỳnh trước ấy, hai con người này là rất tin về cái chuyện thần thánh thờ cúng. Vì anh là ở nhà xuất bản đấy nhưng cuối cùng nó thờ trên lầu này, đúng rồi, thờ cả bên dưới này, trong phòng này, trong phòng làm việc đấy, nó như thế. Cho nên là đấy bây giờ cái thờ như nó hiện tại bây giờ nó thấy rất rõ là nha. Nếu thờ như vậy á thì anh là thần thánh với các thứ kia ủng hộ thì bây giờ làm sao lại như thế được đúng không? Đấy cho nên anh cần nói xong rồi cần nhìn nhận cái thực tế cái để cho nó thấy rõ đúng không? Thế bây giờ có nó phụ trách đấy, có vâng, những có đấy, từng ngày nó hiền thành đấy, vâng, rất là chân tình đấy. Bây giờ cái người thay xin lỗi anh là cái người giờ về thay Oánh là anh kiểu như là Bùi Thành Hà. Bùi Thành Hà, Bùi Thành Hà, Bùi Thành Hà, giờ làm có nó lên không, Bùi Thành Hà. Có thì tiếp tục gặp thì rất là khó. Thế còn cái người mà sang là trưởng ban tôn giáo thì là Vũ Chí Thắng. Thắng là cục trưởng đấy. Thôi hôm nay là đầu năm mới, nó còn đang trong tháng riêng. Tại vì anh em tôi thay mặt cho tập trung nguyên sử trên đây. Mời bác bị mời cô xuống hôm nay. Chị mời sẽ cân nhận. Gia đình ăn không cảm ơn chị bớt chữ để là năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và theo như tôi chúc theo như là của Phật giáo thì là mọi sự là an lạc vô sự đấy. Thế là cũng mong là anh tiếp tục anh vẫn còn ủng hộ Phật giáo thì đi nhiều hơn nữa, ví dụ như là ý tưởng của anh là anh sẽ viết cái tài liệu là thế nào là bình thường thế nào là đang thay ngén như vậy thôi. Như vậy nhưng còn phải tìm không ạ? Phải tìm tài liệu. Vâng, thưa anh chị, là có cái rất hay như này. Năm 2008, một trưởng lão có dự ký vi sắc trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội. Thì trưởng lão có đặt ba câu hỏi. Trong đó có một câu hỏi là pháp tu gì của Phật thiết thực hiện tại ngăn chặn được xung đột và chiến tranh. Nhưng mà năm đó là tất cả các vị là trong nước ngoài nước là hòa thượng thượng tọa đại đức là các nhà học giả không ai cả đấy. Nhưng mà rất hay là năm 2019 tới đây từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 là đại lễ vi sắc tổ chức ở cái chùa Tam Trúc của Hà Nam thì là nội dung đúng với lại cái câu hỏi của chúng ta nhưng chỉ khác đi thôi. Tức là người ta nói tức là về cái thực hiện cái lời dạy của Đức Phật về hòa bình, từ bi, trí tuệ và lòng yêu thương. Đấy, nôm na nó khác đi như thế nhưng mà bản chất của nó chính là câu hỏi kia thì khác hơn, đúng không? Khác hơn, khác hơn. Và đấy thì rất là may như vậy. Thì kỳ tới đây chắc là thầy bọn anh cũng ra dự. Rất là hay, và cũng báo cáo với anh chị là hiện nay là không những ban tôn giáo chính phủ của anh rồi thì cái ban tôn giáo của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng rất là quan tâm và cũng rất trực tiếp vào dự cái lễ tưởng niệm của các ông trưởng lão. Thế và hiện nay là một số cái cháu là sĩ quan công an nó làm một cái nhiệm vụ là có liên quan đến cái công tác giáo dục thì đã đang dần dần tiếp cận để đưa cái nền đạo đức bản quả của Phật giáo vào các cái trường học từ phổ thông đến đại học. Em rất là hay và nên cũng báo cáo với anh thì hình như thế. Thế mà tu viện thì anh vô anh thấy rồi, giờ nó phát triển lắm, rất là mạnh.
đặc biệt là Phật tử ở các tỉnh trong cả nước là mua đất xây dựng nhà xung quanh và làm nguồn thủy rất là rộng. Thế và nhiều người ở Hà Nội ví dụ như là bước vào nhà chỗ quán chay của chỗ Thiện Tâm ở chỗ Hà Nội thì tôi cũng nói câu chuyện là vợ chồng cái bác Nguyên Lý năm cũng gần 80 rồi, thế là bị bệnh rất nặng. Thế là hai vợ chồng vào trong đó tu và mua đất làm nhà không về, rất khỏe. Đấy mà ngày xưa bác cái mộ là một điều này, ngày xưa bác cũng làm to là không trực tiếp tham gia cái thải chúng sinh nhưng mà bác cái là chỉ đạo mua trù bỏ cứ thế đập đầu chứ. Và chính vì vậy thì đầu bạc 4 lần một đầu như vậy. Thế nhưng khi vào đấy thì mình ổn định nên là bác càng tin. Thế thì cũng báo cáo chị như thế. Còn như tôi nói lúc nãy là nếu mà còn khỏe thì chắc chắn anh em tôi sẽ tiếp tục đến thăm anh chị thôi. Để tri ân những người mà có công đưa cái nền đạo đức nhân bản nhân quả này đến cho mọi người, người ta sống có đạo đức, người ta không làm khổ mình khổ người thì đất nước lại thanh bình, không có gì cả. Thế thì năm mới thì anh em tôi đến gặp anh chị cũng vậy. Thế hiệp đưa cái túi quà đi. Rất cảm ơn ông. Thì nó không có gì nhiều. Tức là thank you.